Sáng 8 tháng 9, cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè chính thức thông xe sau 23 năm kể từ ngày được phê duyệt, giúp tăng kết nối giao thông cho phía nam thành phố. Trước lễ thông xe, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã có mặt từ sớm đến thăm hỏi các hộ dân đã nhường đất xây cầu. Tại đây, lãnh đạo thành phố đã trao quà cảm ơn đại diện hàng chục hộ dân và các đơn vị tham gia công trình. Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết, nếu xét về quy mô xây lắp và giải phóng mặt bằng thì dự án cầu Long Kiểng không lớn. Song, đây là dự án đặc biệt, vì thời gian thực hiện dự án bị kéo dài gần 23 năm, 28 tháng 5 năm 2001, 8 tháng 9 năm 2023. Trong đó, tận 20 năm chỉ dành cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, điều chỉnh dự án, cân đối vốn. Cần sự huy động của cả hệ thống chính trị, sở ban ngành, chính quyền địa phương và rất nhiều người dân. Đã có hơn 30 cuộc họp giữa lãnh đạo thành phố, hội đồng nhân dân, các sở ngành, chủ đầu tư với địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Riêng đồng chí bà Lệ đã 4 lần trực tiếp kiểm tra, giám sát, thăm hỏi người dân và động viên chủ đầu tư, các đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án. Xin hãy xem việc hoàn thành và thông xe cầu Long Kiểng hôm nay như một món quà kính dâng tặng người dân huyện Nhà Bè và thành phố, cũng là một lời tri ân đến quý bà con đã hy sinh một phần lợi ích riêng, rời nơi ở cũ, nhường mặt bằng để triển khai và hoàn thành cầu Long Kiểng hôm nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP phát biểu. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giao thông chủ đầu tư dự án, bày tỏ sự phấn khởi khi cầu Long Kiểng đã hoàn thành sớm.